Chào mừng các bạn đã đến với Common Bomb, nơi cập nhật tin tức và suy nghĩ của người Hàn. Nếu là fan của chương trình Produce 101 phiên bản Nam, thì chắc hẳn các bạn đều biết việc Cha Mun Bok là một thành viên có số lượng fanboy đông đảo bậc nhất trong số các thực tập sinh phải không nào. Tuy không nằm trong đội hình debut cuối cùng, nhưng anh chàng vẫn nhận được rất nhiều sự yêu mến khi hoạt động cùng nhóm Limitless. Tuy nhiên thì vào ngày 12 vừa qua, một tranh cãi liên quan đến nam idol đã nổ ra khi một người tự nhận là bạn gái cũ lên tiếng tố cáo anh chàng giả mạo. Cô bày tỏ rằng mình đã quen biết chàng ca sĩ từ tháng 10 năm ngoái cho đến gần đây. Tôi tình cờ gặp Cha Mun Bok vào đầu tháng 10 khi đang uống rượu với bạn. Khi bạn tôi rời đi một lúc và chỉ còn mình tôi ở trong quán bar, anh ta đã đến ngồi xuống và chỉ vào giày của tôi đang tuột và ngỏ ý anh có nên tuột thêm vài cái giày khác không nhỉ. Rồi vòng tay sau lưng tôi sờ soạng, sau đó tiếp cận làm quen. Cha Mun Bok đã cố nghiêng người sờ vào vai eo của tôi và tiến sâu hơn nữa. Tiếp đến, cô gái nói rằng cô và Cha Mun Bok đã gặp nhau lần thứ ba với một người bạn chung tại Everland. Cô kể rằng anh chàng đã đòi hôn và làm chuyện người lớn. Khi cô từ chối làm chuyện đó với người không phải là bạn trai của mình, thì Cha Mun Bok đã ngỏ lời hẹn hò và họ bắt đầu quen nhau. Kể từ đó, Cha Mun Bok luôn đòi làm chuyện giường chiếu và thậm chí là không ngần ngại nói rằng XX của anh không sướng gì cả, em không thương thằng nhỏ của anh sao. Cô chia sẻ thêm rằng Cha Mun Bok đã từng hỏi xin cô tiền tiêu vặt khi cả hai gặp nhau. Tiếp đến, cô gái này tố Cha Mun Bok cắm sừng mình. Một ngày nọ, tôi vô tình thấy chiếc điện thoại di động gài mật khẩu đã được mở khóa của anh và tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì chỉ biết rõ vào ngày sinh nhật của tôi phải để bạn tôi thúc giục hết lời thì anh ta mới mua bánh kem như lại tặng quà trong sinh nhật của các cô gái khác. Anh ta cũng nói rằng chẳng có người phụ nữ nào được mời vào concert Giáng sinh, nhưng tôi lại phát hiện một tấm tin nhắn Kakatok mời gái đến buổi concert. Đến khi bị chất vấn, Cha Mun Bok đã nói mình không có ý gì, nhưng tôi không chấp nhận điều đó và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Khi đi, anh ta cầm theo album tôi tặng và một đĩa CD của ca sĩ tôi thích. Lúc đó tôi hỏi liệu đây có phải là chia tay hay không. Anh ta đáp trả: thế em bảo anh biến đi còn gì. Và đấy là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đã dùng rất nhiều dũng khí để đăng bài này lên đây với tư cách là một người ngoài ngành. Hy vọng anh ta sẽ không lừa thêm một nạn nhân nào nữa. Tất cả những gì tôi viết đây đều là sự thật, cô gái cho hay. Bản thân Cha Mun Bok cũng đã phản hồi trên Instagram cá nhân về vụ scandal. Anh chia sẻ như sau: chúng ta đã có nhiều tranh cãi dù chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn. Những nghi ngờ của em còn ngăn anh giữ lại những kỷ niệm đẹp. Nỗi đau này sẽ còn kéo dài trong khoảng thời gian khá lâu đấy. Em không nên nhân danh tình yêu mà vượt quá giới hạn như thế. Anh nghĩ mối quan hệ giữa em và anh đã kết thúc ở đây rồi. Và dù anh có thích em đến cỡ nào, thì không thể nào tha thứ được những việc em đã làm. Có rất nhiều điều anh muốn nói, nhưng anh sẽ im lặng mà không nói những gì thừa thãi. Tại Hàn Quốc, đa phần netizen đều cảm thấy chuyện này không đáng được nhắc tới khi chỉ là chuyện người yêu cãi nhau vụn vặt. Mun Bok à, anh bảo chú mày đi đến con đường hoa mà chú mày lại chạy sang con đường gì đấy? Bản thân cô này cũng thích nên mới cho phép anh ta chứ. Kể cả trong thời gian ngắn đã phát sinh chuyện quan hệ rồi, nhưng tổng lại vấn đề ở đây là gì chứ? Nói cái yếu gì vậy? Chỉ là ba cái chuyện hẹn hò rồi chia tay, cũng chẳng phải tội nhân hay anh ta cố ý lừa con này hay gì. Một vừa hay phải thôi, anh ta mà cưỡng ép hay gì thì cứ báo cảnh sát là xong rồi. Tôi là con gái, nhưng nếu trong lần hẹn hò đầu tiên mà bảo tôi có cảm tình đến mức độ đồng ý hẹn hò với những người nói muốn tháo những thứ khác trên người tôi thì không bao giờ đâu nhé. Xăm bám người khác đến độ này cơ, không nhận cái tiền tiêu vặt. Còn tại Việt Nam, đa phần netizen cảm thấy hài hước với comment của netizen Hàn hơn là bản thân câu chuyện. Các fanboy năm ấy, đếm thế nào quên được năm ấy. Các fanboy hùng hổ lắm, bảo Mun Bok à, hãy chọn 10 đứa còn lại đi. Anh sẽ giúp chú debut, cười từ 2017 đến 2020. Đừng hoa dâm buộc. Đi tạm đừng đầy hoa ông bướm đậu rơi. Theo mình nghĩ thì những gì cô này kể chưa chắc là sự thật. Một đằng lại kể như nạn nhân, không thích bị quấy rối. Một đằng lại hẹn hò, quan hệ sau khi có mấy hành động quấy rối trước đó. Cảm thấy lời kể có hơi mâu thuẫn với nhau. Vì là chuyện chưa chắc nên các bạn cũng đừng chịu anh ấy vội nha. Chúng mình là người ngoài cuộc khóng chuyện, bình luận nhẹ nhàng chút chứ không nên chửi rủa như mình là người bị hại nha. Không nói đến việc anh ta như thế nào, bản thân phải tự biết cái gì xấu mà tránh xa chứ. Chỉ có thể hiểu là con bướm hưng phấn khi gặp người nổi tiếng thôi. Có vẻ như hình ảnh của Mun Bok sẽ bị ảnh hưởng nhưng không quá nghiêm trọng. Còn các bạn, theo các bạn, cô gái post chuyện này lên mạng xã hội là đúng hay sai? Hãy để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé. Anh nhung. Yeah.